Rồi, tính chất hóa học nè. Rồi. Phản ứng đặc trưng của ester. Thế mình vừa mới làm xong rồi thầy. Phản ứng đặc trưng của ester nha, đặc trưng nha. Thì chút xíu nữa sẽ có những cái phản ứng không đặc trưng. Là phản ứng thủy phân. À, phản ứng thủy phân. À. Một là thủy phân trong môi trường axit. Tắt cái này lên. Thủy phân trong môi trường axit nha. Rồi. Ví dụ nào. Người ta cho câu vậy. Đun nóng. Ví dụ như là đun nóng là etin này, etin acetate đấy, người ta không cho công thức đâu nha, người ta cho tên đó. Trong dung dịch H2SO4 loãng. Ok. Thì ở đây đầu tiên đó là chúng ta phải viết được cái công thức của etin acetat. Acetat là CH3 này, COO này, gạch cái C2H5. Thì phải lưu nhớ một câu này. Mọi tính chất của ester trừ cái phản ứng đốt cháy. Đốt cháy thì thằng nào cũng như nhau hết á. Thì mọi tính chất của ester đều liên quan tới cái việc là chúng ta sẽ cắt cái liên kết sát O, là cắt cái liên kết giữa gốc R phải với cái O ta, cắt bỏ. Và nhớ nè, khi đun trong dung dịch axit ấy, thì ester nó không cộng gì với cái thằng H2O4 đâu, mà là nó cộng nước trong H2O4. Cộng nước, nước có nghĩa là HOH nè. Còn H2SO4 là có đóng vai trò là xúc tác cho cái phản ứng này, loãng. Một cái axit mà cũng có tính chất dùng gần giống như là axit loãng đó là HCl. Thì người ta hỏi là bây giờ có thể thay H4 loãng bằng HCl không? Thì câu trả lời là không. Mặc dù cũng là môi trường axit, nhưng mà HCl nó dễ bay hơi lắm, mình đun nó bay hơi hết trơn. HCl bình thường nó chất khí mà. Nên nó bay hơi hết là không được, không thay được nha. Thay được người ta thay rồi. À. Và cái phản ứng này á, nó có đặc tính là nó phản ứng thuận nghịch hai chiều, nghĩa là không bao giờ xảy ra hoàn toàn. Thì khi đó nè, cái phân tử nước nha, phải đun nóng lên nhá, phải đun lên. Đun nóng nó mới xảy ra nhá. Rồi thì cái H nè, nó sẽ qua bên đây nè, nó gắn vô một cái bục ancol, nó gắn vô đây một cái bục. Nhớ là cắt ở đâu thì cắt ở đó nha. Đó. Thì chúng ta sẽ thu được nè, CH3COOH cộng với C2H5OH. Được chưa? Có nghĩa là thu được axit và ancol. Thu được axit acetic, ancol etylic. Và cái thủy phân trong môi trường axit này người ta chỉ ra trong cái lý thuyết, không bao giờ có bài tập. Không bao giờ có bài tập. Không, từ trước giờ là chưa có, mà không biết hôm nay có không thì không biết. Trước giờ thì chưa thấy. Chưa thấy thầy cô nào ra. Rồi. Thì khi bây giờ á mình muốn tổng quát lên ha, mình tổng quát lên một cái phương trình nè, thì có gì đâu. Chúng ta thay vào một cái STLR nè, COR phẩy. Được chưa? Đun với H24 nghĩa là cộng với nước. Có xúc tác là H2SO4. Loãng nè. Rồi, đun nóng lên. Thì cắt cái liên kết này. Nhớ là cắt liên kết sát O. Chúng ta thu được RCOOH cộng với R'OH. Nhớ là khi thủy phân ester trong môi trường axit thì thu được axit carboxylic, thu được axit nha. Và ancol. Thu được axit và ancol. Rồi, tới đây thì tại vì là các bạn đang học lớp nâng cao ha, nên thầy sẽ nói cái vấn đề thực nghiệm của phản ứng này luôn. Nó sẽ ra cái câu trong câu phân loại á, phân loại lý thuyết, thực nghiệm. Thực nghiệm nó dễ lắm, có nhớ một lần một, nhớ một lần một thì cứ thế sao mà làm thôi, nó mọi bài nó như nhau. Và thực nghiệm là một cái câu mà nó sẽ cho trong 3 bước, ha, bước 1, bước 2, bước 3.
Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Thực nghiệm là gì nè? À, nó sẽ cho một cái bài về cho bước 1. Bước 1. Cho ví như là cho etin acetat vào dung dịch H2SO4. Rồi, thầy hỏi nè. Cho etin acetat vào dung dịch H2O4, nghĩa là etin acetat vào nước đúng không? Là có phản ứng chưa? Chưa. Chưa có phản ứng. Chưa có phản ứng vì chưa đun, chưa tê độ. Chưa đun nóng thì chưa có nha, phải đun nó mới có. Phải đun nó mới có, chưa đun thì chưa có. Rồi. Thầy hỏi nè, như vậy là trong trong cái dung dịch lúc này nó có ester etin acetat, có nước đúng không? Ester có tan trong nước không? Tính chất vật lý vừa học xong. Có. Có hay không? Không, ester không có tan trong nước. Không có tan trong nước, hai chất không tan vào nhau giống như mình đổ dầu ăn vào nước vậy. Như vậy sẽ có hiện tượng là phân lớp nha. Phân lớp. Phân thì hai lớp, nó không tan. Ester nó nhẹ hơn, nó nổi hơn trên mặt nước nha. Đó, người ta hỏi kỹ cái phần thực nghiệm bước 2. Và cái này là một cái hướng đang tiếp cận nha. Những năm gần đây thì đề nào cũng sẽ có hết. Tiếp cận qua thực nghiệm. Đề thực nghiệm đơn giản thôi, thực nghiệm sách giáo khoa. Còn đến cuối năm thì sẽ có ống chổng lên, chổng xuống vậy đó, rồi vân vân. Các kỹ thuật làm, nói chung có mấy kiểu, những hình nữa. Rồi, bước 2, bắt đầu mới nào? Bắt đầu mới đun này. Đun nóng. Đun, người ta dùng cái từ là đun hồi lưu. Đun hồi lưu ha. Rồi, đun hồi lưu hỗn hợp. Hồi lưu là sao? Nó đun lên cho phản ứng xảy ra, nhưng mà phản ứng do nó không xảy ra hoàn toàn mà. Nó có một cái ống sinh hàn làm lạnh. Nó sẽ ngưng tụ, nó quay ngược lại, nó phản ứng vào dòng tới quay lưu vậy, gọi là hồi lưu. Rồi, thì bây giờ nè. Đun hồi lưu thì lúc này cái phản ứng đun rồi đấy, mình dùng từng tê độ này, tê độ này nó mới phản ứng, hoặc là đun hồi lưu hoặc là đun cách thủy này. Đun là mình hay hình dung là mình để trên cái ngọn lửa, mình đèn cầu mình đun đúng không? Nhưng có thể người ta bỏ vô cái nồi nước nóng thì nó qua cái nước nóng á, thì gọi là cách thủy cũng được. Đó. Nói chung là có cái gì đó xuất hiện tới nhiệt độ đó, thì phản ứng này bắt đầu mới xảy ra này. Ester cộng với nước để tạo ra CH3COOH cộng với C2H5OH. OH. Tất nhiên, phản ứng này xảy ra thì phải có H2SO4 loãng làm xúc tác và phản ứng thuận nghịch hai chiều. Vì là cái phản ứng nó xảy ra không có hoàn toàn nên cái hỗn hợp của chúng ta thu được đó, nó sẽ luôn có sự hiện diện của bốn chất. Đó là ester. Ester vẫn còn dư, bao giờ cũng phải còn hết đó, tại vì nó không hoàn toàn, không hết. Có axit được tạo thành. Có ancol được tạo thành. Và tất nhiên là phải có nước rồi. Con hiểu ý không? Có nước, được chưa? Được chưa? Rồi. Như vậy bây giờ thầy hỏi nè, cái chất này là không tan. Không tan trong nước đúng không? Còn axit và ancol thì tan trong nước bình thường. Giấm ăn tan trong nước được này. Rượu tan trong nước được. Rượu mà tan trong nước được thì mình mới uống rượu được. Mình uống rượu là uống bia là toàn là ancol trong nước hết chứ. Nước là nhiều ấy. Rồi, như vậy thì một chất không tan trong nước, các chất này tan nước thì ở đây sẽ vẫn có phân lớp tiếp nhé. Vẫn phân lớp bình thường. Vẫn phân lớp. Tuy nhiên lúc này thì cái mức độ phân lớp nó sẽ nhẹ rồi, không nhiều ha. Bước 3 này. Lắp ống sinh hàn. Rồi. Thu được chất X. Xin lỗi. Cái này là nhầm qua điều chế ester rồi. Rồi, các bạn đây đấy được rồi. Thầy nhầm qua điều chế rồi nha. Rồi. Đấy thì cái thực nghiệm của cái phản ứng thủy phân. Đấy, các bạn nhìn chú ý nha. Và nhớ là phản ứng thủy phân trong môi trường axit luôn là phản ứng mấy chiều? Thuận nghịch, hai chiều, thuận nghịch, phản ứng thuận nghịch nha. Ghi nốt vào đây chữ thuận nghịch đi. Thuận nghịch. Rồi. Về giáo khoa là như vậy là được rồi. Nhưng tuy nhiên thì nó lại không hỏi dễ như vậy. Bắt đầu sẽ có nhiều cái câu chuyện tiếp theo này. Từ từ nhé, có thông thả. Mình không nói.
Đấy. Ở đây thì ta nói này, ete khi mà cộng với nước thì như cái biểu mẫu này chúng ta sẽ thu được axit và cộng với ancol. Tuy nhiên ấy, một số trường hợp sẽ không thu được ancol. Ta nhớ lại cái định nghĩa thế này, ancol là hợp chất hữu cơ no có nhóm OH gắn trên carbon no, đúng không? Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH gắn trên carbon no, đúng rồi. Nhưng bây giờ nếu mà lỡ như chúng ta cắt cái liên kết chỗ này, đúng không? Cắt liên kết chỗ này thì cái OH nó sẽ gắn vào đây, đúng không? Mà lỡ như cái OH nó gắn trên carbon có nối đôi à, thì khi đó không có ancol đâu á nha. À, rồi hiểu không? Rồi thì bây giờ ta sẽ nói tiếp này. Nên tại sao hồi nãy có cái mấy câu mà trong cái để cho thầy kêu gạch bỏ đi ấy, mình mới có học cái này mình mới làm được. Rồi tiếp theo, bây giờ thầy nói ví dụ nè, thầy nói ví dụ. Rồi đây thầy nhớ nha, RCOO CH nối đôi CH2. Cái gốc này quen không? Gốc này là gốc vinin đúng không? Gốc này là gốc vinin. Vinin đấy. Thầy viết RCOO có nghĩa là cái này không quan trọng. Cái việc mà tạo thành ancol hay là anhydride hay là cetone là phụ thuộc với gốc bên này nè, chứ còn bên này kệ nó. Bây giờ cộng nước nha. Khi các bạn cộng nước này, nước được hiểu là HOH rồi đấy, hiểu là HOH. Tất nhiên là phản ứng này là thuận nghịch hai chiều và phải có axit suýt loãng làm xúc tác. Loãng và phải đun lên, đương nhiên. Chúng ta cắt liên kết này thì cái gốc RCOO này được gắn hydro vào đúng không? Là tạo thành axit, đương nhiên là phải có axit rồi. Axit là đương nhiên. Nhưng bây giờ á, cái chất mà tạo ra của chúng ta lúc này đây nhá, thầy viết quay lại là CH2 này. CH này. Cái chỗ này có phải được gắn OH vào không? Đấy, và bây giờ thì cái OH của mình nó gắn trên carbon có nối đôi đó là nó không có bền, không có cái ancol nào như vậy hết, không có tồn tại được. Thì khi đó phải làm sao? Động tác đơn giản là các bạn sẽ cho cái hydro trên cái nhóm OH đó đập qua carbon kế bên. À, thì chúng ta sẽ thu được cái chất này, CH3. Khi đập qua rồi, này đủ hóa trị rồi nha, này một gạch, mất gạch, còn lại CHO. Đó, thì cái này chính là aldehyde acetic nha. Hoặc là đọc tên là acetan, acetaldehyde. Hoặc là đọc là etanan cũng được. Etanan, thầy viết hết rồi các bạn nhé. Rồi, đó, là không thu được ancol nữa mà là thu được aldehyde. Vậy khi nhìn vào một cái công thức như thế nào thì ta sẽ biết nó là tạo thành aldehyde. Rồi ghi một số ví dụ nữa đi. Mấy một cái tổng quát liền hơi phê. Ví dụ tiếp. Rồi, thầy ghi nè, RCOO CH nối đôi CH CH3. Đó, thêm một C nữa, cắt liên kết chỗ này ha. Cộng nước nè. Cộng nước. Thuận nghịch các bạn tự ghi nha. Thì phải thu được axit là RCOOH cộng với. Bây giờ hình dung nha. Hình dung luôn để khỏi cần viết này, hay là cứ viết này nhỉ. Cắt chỗ này thì cái OH sẽ được gắn vào đây đúng không? Cắt, nhớ là cắt chỗ nào thì gắn chỗ đó nha. Thì cái OH sẽ gắn vào đây này, gắn vào đây. Thì chúng ta phải thu được cái chất là CH3 gạch CH nối đôi CH gạch OH đúng không? Đó, gắn vào đấy. Thì cái H này này nó phải đập qua carbon mang nối đôi kế bên đó, đó ra đây. Để thầy thu được CH3 nè, CH2 nè, CHO. Đó, thu được aldehyde chứ không thu được ancol nữa, hiểu không? Hiểu rồi, giờ tiếp. Thầy xóa này nha, thầy xóa dưới nha. Xóa cái dưới này nha, cái sản phẩm không bền này. Rồi. Tiếp theo. Mà thực ra ba cái ví dụ thầy ghi lên là cái ba cái thường gặp nhất là tạo aldehyde rồi. Ơi. Gì? Cái nào? À. Dưới. Nè. Cái này hả? Cái này là không bền. Cái này là không bền, nó biến thành cái này rồi đây này. Nó không bền, cái đó nó không ancol, nó không có bền.
là cái ban đầu OH nó tạo ra, nó OH gắn vào đây nó không bền, nó biến thành cái kia kìa, không? Rồi. Cái tiếp theo. Đây. Đó. Đây, cái này. Cái này em mang cộng với nước nha, cộng nước. Cộng H2O. Phản ứng thuận nghịch hai chiều thì đương nhiên là cũng thu được axit bình thường. Rồi, cộng được cái gì này? Cộng được cái gì? Cái sản phẩm ban đầu của nó phải là gì? CH3. CH CH3 nối đôi CH OH. Hiểu không? Được, OH gắn ở đây này. Cắt ở đâu thì gắn ở đây. Rồi, và tất nhiên là cái ông này cũng không bền vì OH được gắn vào carbon mang nối đôi mà. OH là phải ra đi. Đi đâu? Đập qua carbon mang nối đôi kế bên. Đó. Chúng ta sẽ thu được này. CH3 CH nó nhận được thêm một H ở đây. CH3 nối đôi biến mất, còn lại CHO là anhít. Hiểu ý? Rồi. Nhưng bây giờ khi tổng quát lên, mà thực ra thì khi ghi như vậy rồi, thì chúng ta có thể nhìn thế này này, tổng quát cho nó hay ho một tí thôi, chứ ba trường hợp đó là thường gặp nhất để tạo anhít rồi đó. Thì bây giờ muốn tạo một anhít này thì cái este mình nó bắt buộc nó phải cố định một điều như sau. RCOO thì không quan trọng. Nó phải cố định một cái điều như thế này, không được thay đổi để tạo anhít, đó là cái chỗ này nào. Cái chỗ này vẫn bắt buộc phải là CH nối đôi ra, cái đó không được phép thay đổi. Còn phía sau này thì cái C này nè, nó muốn gắn với cái gì được mà kệ nó, muốn gắn với cái gì được, nó gắn với hydro cũng được, nó gắn với H cũng được, muốn gắn cái gì cũng được mà kệ nó, không quan trọng nha. Thì khi cộng với nước nè, H2S4 loãng đun nóng tới độ, các bạn sẽ thu được axit RCOH bình thường và sẽ thu được cái chất này .. C này được thêm một H. Đó, còn bên này thì nó sẽ biến thành nhóm CHO. Còn cái chỗ này thì có thể gắn CH, H, H hoặc là gốc được tùy ý. Hiểu không? Có nghĩa là có một điều không đổi là CH nối đôi không phép thay đổi thì tạo thành anhít. Hiểu chưa? Rồi. À, được rồi. À, thầy sẽ chấm cái bài vừa làm xong. Thứ 6 thì thầy sẽ trình bày tiếp. Tính cho học không sợ không hết, nhiều lắm. Tính cho học này thì miên man bất tận luôn. Phải mất vài tuần cho cái phần này. Rồi bây giờ mới quanh về thằng này. Quanh về cái thằng này. Quanh về cái thằng này nhuyễn xong mới chốt cái này với cái này với thằng nào hát ráp lại. Mới ra một cái bài toán mà không ai muốn giải hết. Mình là 12 nâng cao đó.
giờ cắt cái chỗ này, cắt cái chỗ này ha, thì nát đi đó mình gắn cho bên bên phía bên kia, tạo y chang cái mũi, cái mũi thì không có vấn đề thì tôi bình thường. Rồi mình gắn vào đây này, rồi cộng với, chúng ta sẽ cộng với phương chất như thế này, mình cắt ở đây thì OH sẽ nằm ở cái chỗ này nha, đây thì mình sẽ biết thầy vẽ cái mặt các con này một xíu, đây CH2 nối đôi C CH3 vẽ ra, và cái gạch này là cái mình vừa cắt phân đúng không? Thì cái OH người gắn vào đây, OH ta gắn vào đây, thì kết tắc là nó không bền, chắc chắn rồi. Và cái hydro trên dấu OH là nó phải đi, đúng chưa? Nó phải đọc lên đây. Các bạn sẽ được là CH3 đúng không? Mất đi. Đó, đây là CH3. Còn bên này còn cái O không? Mà chưa đủ hóa trị. Đây là simple. Cái này là asymptote. Hiểu ý? Vậy là khi mà nó sinh ra simple. Hiểu ý không? Hiểu. Rồi, vậy thì tổng quát luôn, tổng quát cái luôn. Tức là cái chất này nó không bền ha, chất này nó không bền, không bền. Được chuyển nhé, không bền. Ancol nó có OH gắn với carbon nó luôn là không bền. Thì tổng quát lên. Thì bây giờ cái dạng như thế nào thì tôi được xeton ha, tổng quát. Chúng ta sẽ có RCO, cái này không quan trọng. Còn cái này quan trọng này. Muốn sinh ra xeton thì ở đây bắt buộc phải là carbon nối đôi với cái gì đó không cần biết. Ở dưới này phải có một gốc nữa. Hôm bữa mình tuần mới mới ra ăn cái này phải là C hả? Còn cái này phải là C nối cái gì đó, nối gốc gì đó. Hiểu ý không? Nối gốc R phải gì đó, gốc R phải gì đó. Cũng phải cố định, để nó sinh ra sẽ không. Hiểu không? Để phát hiện như vậy. Rồi. Nhưng mà tất nhiên để nhận nhuyễn chúng ta phải làm nhiều. Nhưng mà không thể không. À, tiếp theo à, chúng ta sẽ nói cái phần là Fe cộng với NaOH sinh ra muối cộng với nước à, sinh ra muối cộng với nước được ha. Trước thì biết cái này, ví dụ này chúng ta sẽ viết lại cái phương trình này, phương trình này vòng benzen hoặc là gốc gần vòng benzen thì biết rõ vòng benzen cái chất này gọi là phenol đúng không? Phenol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH gắn trực tiếp lên vòng benzen, thì phenol là một hợp chất hữu cơ mà tác dụng được với NaOH đó thì sinh ra muối nè, vòng benzen OHNa cộng với nước, hay là chúng ta có thể ghi gọn là C6H5OH cộng với NaOH để thu được muối là C6H5ONa cộng với nước. Được chưa? OK. Cho Se C7H6O2 này chứa vào benzen, tác dụng với NaOH. Thì Se và C7H6O2 và chứa vào benzen thì lúc chúng ta biết trong cái phần là cộng cạnh và giải tháp, giải tháp và đồng phân, chúng ta có biết cái công thức này HCOO đây đúng không? Phenin, phenin gì? Phenin format. Đấy, cắt cái này. Thì khi cộng với NaOH, bạn cắt liên kết sắt vào đây, cắt liên kết nào? Thì nát thì sẽ nát ở đây đúng không? Tạo phân muối. Từ từ nha, cái này mà này biết chưa? Tạo phân muối là HCOOH.
cộng chỗ này, mình cắt ở đây thì cái nhóm OH nó sẽ gắn vào đây. Đúng rồi, nó sẽ gắn vào đây. Đúng không? Nó sẽ gắn vào đây. OH sẽ gắn trực tiếp lên cái vòng đó, cái vòng mình xoay lên phải thì OH nó sẽ gắn vào đây. Nên từ từ suy nghĩ tiếp. Cái nhất này là phim không? Vậy đó, nó quay lại, nó cộng với nam tháp tiếp một lần nữa. Đó, nó cộng tiếp nam tháp tiếp một lần nữa, đúng không? Cộng tiếp với một nam tháp nữa. Như vậy nó sẽ cộng với hai nam tháp. Và cái chỗ này nó không còn cái nhóm này nữa. Và nó phải thay cái nam tháp vào đây. Và cộng với nước, đúng không? Như vậy chúng ta phải là thu được muối. Thế là muối. Và nước không ăn thôi. Hiểu không? Thầy Sang đang sạc pin cái mic nha Huy ơi. Ờ Vinh ơi. Thầy Vinh đang sạc cái mic chút xíu nha. Thầy quên thầy để từ hôm qua giờ đến hết luôn. Chưa? Rồi. Như vậy đây là những cái AS đen mà khi cộng với AOH chúng ta không thử ăn cô. Một là chúng ta được anhydride này, hai là chúng ta được ceton này, ba là chúng ta được muối cộng nước không thử ăn cô. Rồi, bây giờ mình sẽ luyện tập lại cái phần này chút xíu trước đi qua cái phần đó cái học tiếp theo nha. Luyện tập cái này chút xíu. À, sẽ cho cái tiết con như thế nào? Thầy phải đấy, đúng không? Sao sao đúng không? Rồi, cho thầy làm nhỏ này. Một. Biết. Các phản ứng xảy ra. Đi cho S đen C4H6O2 bằng đó nha. Tác dụng với NaOH. Rồi, bài tập 2 C4H6O2 thì quay lại cái phần mà đầu phân nó vỡ ra để mình biết lại. Biết các phần nó sẽ ra. Đi cho S đen là C8H8O2 này. Chứa hộp benzen. Tác dụng với nào đó. Mình sẽ biết các bạn mình nhận biết là trường hợp sinh ra alpha, trường hợp là sinh ra anhydride, trường hợp là sinh ra ceton, trường hợp là sinh ra hoặc muối, biết được. Rồi các bạn đọc bút các bạn viết trước đi, trước khi đề sổ nha. Viết nhát nhát không được, viết nhát nhát lại. Viết còn một chút. Như vậy là cái ví là ví bằng một là chúng ta phải viết năm phương trình này. Tại vì C4H6 và C4H2 có năm phương trình phức tạp. Coi lại cái phần nhân đầu phân và nhân khác.
Bây giờ vì là C4H6O2 nó không phải là C4H8O2 đúng không? Vậy C4H6O2 là có phải là trong này sẽ có một mớ đôi không? Đúng, trong công thức của C4H6O2 có một mớ đôi đúng không? Có một mớ đôi. Rồi. Thì có phải là công thức đầu tiên của mình ghi á, công thức số 1 này. Mình phải biết từ H2O đúng chưa? 3 carbon là 1, 2, 3, mình nhìn đôi đôi đây. Rồi nhìn H vô, H2 này, 1H, CH2, cộng với nhau H. Cắt liên kết sắt O. Natri gắn một điện trái. Chúng ta sẽ được muốn là HCONA, rồi cộng với OH phải gắn vào đâu? OH phải gắn vào đây đúng không? Carbon này đâu? Carbon này không? Bình thường, như vậy là ta ăn vô bình thường. Không có vấn đề gì cả. Đấy, ta xoay ngược cái mạch lại. Chúng ta biết rồi. CH2 trước với đồ CH CH2 và ta hiểu cái OH đã ở đây mà thì nó làm vô tình thôi, không có gì và anh sinh ra mũi con cả mũi ancol thì giờ ancol này gọi là ancol và anilin không anilin đấy OH thì gắn vào mũi đường OH thì gắn vào carbon mang mũi đường chính xác gọi là carbon mang. OH gắn vào nối đôi là sẽ quay trường hợp là anđehít và xê-tôn, thầy là ghi phía trước anh ghi mẫu đó. Ghi mẫu cho con á. Cái này mình luyện lại cái đó mà. Mình đang viết lại cho nó quen á. Và đây là những cái công thức người ta cho lòng vòng trong đề thi nè. Rồi, bây giờ thầy viết cái số 2. Thử nha. Rồi, vẫn là HCOO nè. Vẫn là 3 carbon ở bên này, nhưng nối đôi bây giờ mình chuyển qua đây đúng không? Đây đây là CH này. CH nè, CH3. Con thấy cái dấu hiệu CH nối đôi không? Đó, CH nối đôi là cái dấu hiệu tạo ra anđehít trong một thể chỉ đó. Cộng với NaOH. Rồi. Đun nóng. Cắt liên kết sắt O. Tạo mũi HCOONa rồi cộng với này. Nếu như mình kỹ thì mình sẽ ghi cái chất không bền đúng của nó nè. Đây, các con phải chất tạo ra của mình ở đây phải là chất này. CH3 CH nối đôi CH và cái chỗ này sẽ được gắn OH vào đúng không? Đúng chưa? Mà cái này thì nó không bền đúng không? Thì cái H này nó phải đi. H này nó phải đi, nó đập qua carbon vào. Đấy. Chúng ta sẽ thu được cái chất này, CH3 nè. CH2 nè. CHO. Khi con quen là con viết trực tiếp này luôn. Tại vì dấu hiệu là CH nối đôi phải sinh ra anđehít mà. Đúng chưa? Như vậy cái trường hợp này sinh ra muối. Và anđehít chứ không sinh ra ancol. Anđehít này là anđehít propionic. Được chưa? À, không bền đấy, cái này là không bền. Không bền, biến thành cái này. Rồi. Đúng chưa? Và anđehít thì tráng gương được. Đúng không? Anđehít tráng gương được. Số 3. Vẫn là HCO 3 carbon như thế này. Rồi điền một nối đôi. Rồi, đây là có CH2 này, CH3 này, đây dấu hiệu nè, C nối đôi không à? C nối đôi không có phải là sinh ra acetone. Đấy, đây, thầy cho cộng với NaOH nha. Đun lên, cắt liên kết sắt O này, sẽ thu được muối HCONa, cộng với,
cái chất mà chúng ta nguyên bản chúng ta sẽ thu được của cái này là cái gì? Có phải là CH2 nối đôi C rồi CH3, và cái chỗ này là cái nhóm OH nó sẽ gắn vào. Đúng. OH gắn vào carbon mã đôi thì không bền. Đó, đập qua bên đây, đập qua bên đây. H đập qua carbon mang nối đôi kế bên để thu được CH3 nè. C nè, CH3 nè. Và giờ đây là O thêm nối đôi. Đúng chưa? Là ceton. Và xin aceton. Ok. Do cái này nó không bền. Không bền nó biến cái này ha. OH gắn vào carbon mang nối đôi không bền. Rồi, như vậy là hết cái dạng HCOO. Ta qua dạng tiếp theo. Rồi, chuyển bớt một carbon từ bên phải bỏ qua bên trái. Nhưng mà nó có nối đôi mà, nên đây phải thêm nối đôi vào đây. Chúng ta đã có CH, CH2, CH3. Dấu hiệu chính là CH nối đôi đúng không? CH ngay giờ đấy nối đôi. Vậy là xin đại anđehit rồi. Đấy. Giống như cái số 2 rồi, thì cộng với NaOH. Rồi, thu được muối CH3COONa rồi cộng với, có phải cái chất mà cái nhóm OH sẽ gắn vào ở đây sẽ là cái chất gì nào? CH2 nối đôi CH và gắn nhóm OH không? Đúng. Đúng. Rồi với cái hydro này nó sẽ đập qua bên đây đúng không? Ancol không bền. Rồi, ở đây có CH3 này. Chuẩn luôn. Như vậy trường hợp này thu được aldehyde. Được chưa? Đã viết rồi, quen cho nó quen cái tay. Aldehyde. Không bền biến thành aldehyde. Rồi, trường hợp cuối cùng. Công thức số 5. C4H6O2 có 5 công thức. Chất chuyển một carbon tiếp qua bên đây nữa. Và phải có nối đôi nên mình phải gạch nối đôi cho đây. Thì chúng ta sẽ có CH2 này. CH CH3. Ồ, với trường hợp này bình thường chẳng có gì cả. Cắt cái chỗ này OH gắn vào tại ancol metallic thôi. Mà cộng nào H. Đun nóng lên thì sẽ có muối này, CH2 nối đôi CH COONa cộng với ancol là CH3OH. Nhưng mà trường hợp này thu được ancol bình thường. Rồi. Như vậy là chúng ta có C4H6O2 đúng không? Có 5 công thức cấu tạo, trong đó thì có 32 trường hợp tạo aldehyde, 2 trường hợp tạo ancol, 1 trường hợp tạo ceton. Đấy, viết cho nó quen cái tay của mình nha. Rồi mình sẽ qua C8H8O2. Este chứa bằng benzen. Ghi đi, có chỗ nào thắc mắc thì nói. Hỏi gì không? Rõ không? Đang trực tiếp em ạ.
thắng, hiểu không? Sao vậy? Hướng dẫn kỹ không vậy, không hiểu. Hả? Khi OH mình cắt liên kết sắt O, OH mà nó gắn lên carbon no thì nó tạo ra ancol. Đó là trường hợp số 1. Số 5. Hiểu. Đúng không? Sao cái nào? À. Cái C8 hả? À rồi thầy nói rồi. Bây giờ cái số 1 số 5 là OH gắn trên carbon no để nó sinh ra ancol đúng không? Còn trường hợp số 2 và số 4 thì do OH nó gắn trên cái carbon mang nhóm CH nối đôi thì nó sẽ sinh ra aldehyde. Còn trường hợp thứ 3 là OH gắn trên carbon mà nó chỉ có carbon nối đôi thì nó sẽ sinh ra ceton. Lý do này thầy vừa nói xong, hoặc là trong cái phần tổng quát hồi trước thầy cũng vừa nói rồi. Cái này chỉ bài làm lại mà. Đấy, thầy cũng vừa giải thích xong cho em đấy. Cái màu xanh là cái giải thích đó. Cái khoanh tròn là cái sản phẩm tạo ra không bền biến thành cái gì đó. OH gắn trên carbon mang đôi thì không bền, thì cái H trên nhóm OH sẽ phải mất đi. Mất đi đâu? Mất qua cái carbon mang nó đôi kế bên đó. Vậy thôi, có gì đâu. Rồi. Bây giờ với C8H8O2 nha. C8H8O2. Gán một chút xíu đi hết cái phần tính chất. Rồi thầy sẽ nói bài tập nhẹ nhẹ. Rồi. Cái này là ghi giống như là một cái tư liệu để tham khảo, sau này mình phải mở ra mình xem lại đó. Bài 2 ha. C8H8O2. Rồi. Thì C8H8O2 nè, chúng ta sẽ viết theo đúng cái kiểu như bữa chúng ta nói. Cái 1 này. HCOO gắn vòng benzen vào. Đây. Và gắn một nhóm CH3 vào đây đúng không? Và do nhóm CH3 mình có thể di chuyển ba vị trí khác nhau nên mình hiểu ở đây là mình viết một nhưng mà thực tế là mình có ba đó. Hiểu ý? Nhớ không bữa. Bây giờ cộng với NaOH nào. Thì mình xem nào, đun nóng lên. Cắt liên kết sắt O. Đó, cắt liên kết, nhớ phải cắt đúng nha. Thì natri gắn vào tạo muối HCONa cộng với. Bây giờ mình vẽ ra cái vòng benzen đàng hoàng nè. Có cái nhóm CH3 ở đây. Không đụng chạm tới, nó có làm gì nó đâu. Phần cái chỗ cắt này này, mình cắt ngay đây đúng không? Thì OH nó sẽ gắn vào đấy. OH gắn vào đây. Hợp chất hữu cơ có OH mà gắn lên cái vòng benzen, người ta gọi nó là phenol. Đúng thì quay lại, cộng tiếp với NaOH một lần nữa. Cộng tiếp với một NaOH nữa. Và chỗ này sẽ biến thành ONa. Và cộng với nước, y chang như bên kia, không có gì khác. Chỉ có điều là cái này nó theo cái nhóm CH3 thôi. Không phải vòng, mà là khi OH gắn trực tiếp lên cái vòng đó thì nó sẽ cộng với NaOH. Đúng rồi. Như vậy là mình sẽ có đầu tiên là với công thức này, có nghĩa là mình hiểu cái này sẽ có ba cái rồi đó. Ba cái tác dụng với NaOH xin được hỗn hợp muối rồi đó nha. Trường hợp tiếp theo, trường hợp số 2 này. Thầy có CH3COO cắt cái vòng benzen gắn vào đây. Rồi. Đấy, cắt liên kết sắt O này cộng với NaOH. Rồi chúng ta thử xem công thức số 2 nha. Đây công thức này. Natri sẽ gắn vào O tạo muối CH3COONa. Rồi có cái vòng benzen cắt ra. Rồi OH sẽ gắn lên cái vòng. Đúng, OH mà gắn trực tiếp lên vòng là cộng tiếp với một NaOH nữa, sinh ra muối cộng với nước. Ok. Ok, ok, ok. À, hóa 12 em ạ. Được chưa? Rồi.
Như vậy bây giờ mình đặt ra câu hỏi này, liệu rằng este nào có vòng benzen cũng vậy à? Hay là sao? Thì mình viết tiếp. Trong cái công thức C8H8O2 bởi mình ghi nó còn hai công thức như thế này. Đúng rồi, còn cái công thức thứ hai là như thế này. Đây. Đây. Thì mình cắt cái liên kết này đúng không? Cắt sát rồi. Thì bây giờ cộng với NaOH để xem tình hình nào. Có ra hỗn hợp muối không? Natri sẽ gắn vào O, chúng ta sẽ có muối là HCONa. Vòng benzen chúng ta cắt ra đúng không? Cắt ra, cắt ở đâu? Cắt ở cái nhóm CH2 này đúng không? Thì OH là sẽ gắn vào cái nhóm CH2 này đúng không? Nó có phải là phenol. Phenol khi nào mà OH nó gắn trực tiếp lên vòng mới là phenol. Ồ vậy bình thường thôi, tạo muối ancol bình thường. Không có vấn đề gì hết, đúng không? Rồi. Công thức số 4. Chúng ta đảo cái vòng benzen này qua bên đây nè. Chúng ta có COOCH3 cộng với NaOH nào. Đúng, ancol thôi bình thường. Đấy, chứ không phải là cứ có vòng benzen là cứ một hỗn hợp muối. Rồi. Khi nào mình cắt xong mà OH là gắn trực tiếp vào thì nó là đúng rồi. Và chúng ta có kết luận ở đây luôn ha, CONa này cộng với CH3OH. Vậy. Vậy mình chốt hạ luôn nhá, để sau mình làm trắc nghiệm cho nó nhanh. C8H8O2 có 6 công thức cấu tạo. Đúng không? Trên kia là 3 nhá. 3 cái đầu tiên thì được hiểu là 3 cái đấy, do nhóm CH3 di chuyển 3 vị trí. Được không? Thì trong đó có 4 ester của phenol. 4 ester của phenol là sao? Đây này, ester này của phenol nè. Ester này là ester của phenol nè. Đó, ester của phenol có nghĩa là gì? Ester của phenol là mặc dù là ester đơn chức đúng không? Mặc dù là ester đơn chức đúng không? Ester của phenol mặc dù là ester đơn này. Đơn này, vì có một nhóm COO. Nhưng mà nó cộng được với mấy NaOH? Hai NaOH sinh ra nước và hỗn hợp muối. Đó người ta gọi là ester của phenol. Đúng không? Đấy. Và chúng ta có hai ester bình thường. Ester bình thường là sao? Đây là hai ester bình thường nè, đây nè. Bình thường có nghĩa là ester đơn chức. Là ester đơn chức. Ester đơn. Nhưng mà thì cộng với một NaOH bình thường thôi. Rồi sinh ra ancol, cũng có ancol và cũng có một muối thôi. Đấy, gọi là ester bình thường. Hiểu ha, chốt hạ thì bữa sau nó dễ. Ví dụ như ta hỏi nè, C8H8O2 có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen? Thì là 6. Nhưng mà nếu người ta dành thêm câu nữa, ester C8H8O2 có bao nhiêu đồng phân tác dụng NaOH sinh ra hỗn hợp muối? Thì đó mình chọn 4. Còn nếu tác dụng ra muối còn ancol thì chọn 2. Hiểu chưa? Hiểu và vậy thuộc luôn. Ok. Để sao làm trắc nghiệm cho nó nhanh nhé. Được chưa? Đang ghi cộng nước mà thầy đang ghi cộng nước mà cuối cùng thầy lại viết với NaOH. Thầy không sao, cũng như nhau thôi. Được chưa? Được chưa? Rồi, được chưa? Rồi. Rồi gán một chút xíu nữa thầy ghi cho nốt đây này. Chúng ta đang mới vượt qua cái khá là khó khăn đấy, aldehyde, ceton và phenol đó. Rồi hai nhỏ. Tính chất số 2 đó là thủy phân trong môi trường 3G. Thầy ghi nó bị lỗi chút xíu nhưng không sao. Cái phần anhydride ceton hoặc là hỗn hợp muối đó nên nó không nó trong môi trường 3G thì còn người ta còn gọi các phần tên là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa. Thì phản ứng xà phòng hóa, cái kia gọi là phản ứng xà phòng hóa đấy, cái đó gọi là phản ứng xà phòng hóa đấy. Thầy ghi, thầy từ hôm bữa thầy ghi cái này rồi. Rồi, thầy cho ví dụ thôi, không có gì hết nha. Thì đun nè, đun nóng,
etin acetat đi. Trong dung dịch NaOH. Nha. Rồi. Thì ở đây etin acetat là gì? Acetat là CH3CO này, gốc etin là gốc C2H5. Thì cho cộng với NaOH. Rồi. Đun nóng, nhớ là phải có đun nóng. Cắt liên kết sắt O như thầy vừa nói xong. Natri được gắn vào O tạo muối CH3CONa cộng với C2H5 OH. Được chưa? Rồi. Tổng quát lên. Tổng quát. Bây giờ chúng ta cho một este bất kỳ là RCOR phẩy. Còn sau này mà khi mà chúng ta làm bài tập á, thì có thể là chúng ta phải khi đó thì thầy nói este nhiều chức luôn nha. Este nhiều nhóm chức. Cộng với NaOH nè. Thì sinh ra được là RCOONa muối cộng với R'OH. Thì đây là este. Đặc điểm là gì? Phản ứng một chiều. Các bạn dở là cái phần thủy phân trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch đúng không? Đúng rồi, thuận nghịch. Nhưng mà cái này chỉ là phản ứng một chiều. Đó, sản phẩm thu được gồm có muối và ancol. Nhưng có trường hợp đặc biệt không? Có, chúng ta vừa ghi xong đấy. Có một số trường hợp đặc biệt đúng không? Đặc biệt. Đặc biệt. Đặc biệt là có thể nếu có thể sinh ra aldehyde hoặc ceton. Đặc biệt thứ hai. Đặc biệt thứ hai. Đó là gì? Sinh ra. Đúng rồi, sinh ra hỗn hợp muối cộng với nước thôi. Đó là trường hợp của este của phenol vừa ghi xong. Được ha? Được chưa? Rồi. Được không Nhi? Ok, được không? Được không? Rồi, ba nhỏ. Ba nhỏ sau thì cái phản ứng này là không phải phản ứng đặc trưng. Không phải phản ứng đặc trưng của este. Thì đó là phản ứng tráng gương ha. Tráng gương. Ok. Tráng gương. Thì phản ứng này không phải đặc trưng là vì sao? Vì thế này nè. Este có dạng. Đúng rồi, este phải có dạng. Hôm bữa cái phần mà tráng gương thầy cũng có nói. Có dạng format. Có dạng format, cái là tên của nó là format hoặc là công thức của nó phải có dạng là như thế này nè. Là HCOO gì đó, cái sau này không quan trọng. Thì thể tham gia phản ứng tráng gương được. Theo một cái tỷ lệ như sau. Đó là HCOR phẩy, R phẩy là bất kỳ nhé.
cho cộng với bạc nitrat cho NH3. Đúng rồi, để sinh ra được 2Ag. Thì cứ một nhóm HCO là sinh ra 2Ag. Các bạn ghi số 1 giùm thầy nhá. Một nhóm HCO sinh ra 2Ag. Thì sau này chúng ta qua cái phần este đa trước, có nghĩa là nếu mà có hai nhóm HCO thì nó sẽ sinh ra 4Ag, ba nhóm sinh ra 6Ag. Được chưa? Nhưng mà ít lắm. Rồi, xong, chán cứ vậy thôi, hết rồi. 4. Bốn nha. Cái gì con? Không, cái sản phẩm nó không cần đâu. Không cần quan tâm, tại vì nếu mà ghi mà chẹt cái ô vô đây bên này nữa. NH4 không học nữa. Rồi, tiếp theo nha. Đó là tác dụng với hydro. Mất màu brom. Rồi. Trùng hợp. Thì cái phản ứng này nó cũng không phải là đặc trưng. Tại vì những cái este có đặc điểm như sau thì mới có những cái phản ứng này. Đó là các este có nối đôi à, thì mới ok. Và thầy sẽ ghi cái ví dụ mà người ta cho nhiều à, ví dụ này. Metin meta cyclac. Metin meta cyclac. Meta cyclac này là cái gốc axit như thế này. CH nối đôi C, cái này thuộc bài quan trọng lắm nhá. Đó, đây. Đó, metin này. Metin meta cyclac. Thì do cái este này nó có nối đôi. Do đó nó sẽ cộng với hydro một cách bình thường như là một cái anken vậy. Niken đun nóng. Thì hydro cộng vào đây này. Cộng vào nối đôi. Mỗi cái carbon mang nối đôi sẽ nhận một cái H. H2 là H gắn với H. Cái này nhận một H, nối đôi nhận một H, này nối đôi nhận một H. Thì biến thành một cái ethanol. Nhận một H thành CH3, nhận một H thành CH. Ừ, ai cũng vậy. Cứ có nối đôi là nó cộng vào nối đôi thôi. Nó không cần quan tâm nó là axit hay cái gì. Biến một chất không no thành một chất no. Rồi. Tương tự thầy viết cho cái chất này. Cho cộng với brom. Rồi brom. Làm mất màu nước brom thì mất brom có màu nâu đỏ. Nối đôi cộng vào được. Thì mỗi carbon mang nối đôi được gắn một Br. Hồi nãy mình một carbon mỗi đôi gắn một H đúng không? Bây giờ mỗi carbon mỗi đôi gắn một Br như anken vậy. Thì các bạn có thể gọi là Br gắn vô là cũng được nữa, cho nó gọi C gắn Br. Còn mấy cái này không đụng chạm gì thì cứ giữ nguyên hết cho nó thôi. Rồi đó. Nhớ là cộng thì vứt nối đôi đi. Rồi, cuối cùng phản ứng trùng hợp. Hydro là H2. Còn 1H có nghĩa là một carbon mang nối đôi được thêm 1H. Rồi. Các bạn nhìn lên thầy ghi các phản ứng trùng hợp xong rồi ghi tiếp này. Những cái chất mà nó có nối đôi nó sẽ tham gia phản ứng trùng hợp được. Chúng ta sẽ ghi là xúc tác nhiệt độ và áp suất này. Thì phản ứng trùng hợp là ghi sao? Cứ ghi lại cái nối đôi đi. Đó, đây nè. Những cái nào mà không có phải là nối đôi á thì mình bẻ nó xuống hoặc bẻ nó lên. Không liên quan tới nối đôi thì bẻ xuống hoặc bẻ lên. Rồi. Sau đó xóa một cái nối này đi. Gạch vô hai cái đầu của carbon mang đôi lúc ban đầu đóng mở ngoặc là N lần. Cái này là N. Bây giờ gọi tên cái này sao? Gọi tên cái này sao? Thì cứ thêm chữ poly mở ngoặc đơn ra, mang nguyên cái này nè, thảy vô trong cái này. Polymethyl. Poly là chuỗi dài nha. Polymethyl meta
Krylat, hay còn gọi một cái tên thông dụng khác đó là thủy tinh hữu cơ. Tại sao gọi nó là thủy tinh? Tại vì nó là trong suốt, ánh sáng có thể xuyên qua được. Như cái này. Và tại sao gọi là hữu cơ? Tại nó là hợp chất hữu cơ. Rồi, mình thấy nó ở đâu chưa? À, cái kiến ô tô nè, cái kiến máy bay nè, cái kiến phía trước đấy, đó là nó là làm thủy tinh hữu cơ. Nó không, kính ô tô nó không thể là cái kính bình thường của mình ở nhà mình được, cái gương của mình được. Cái kính nếu mà ô tô nó bể ra thì nó phải rất là nhọn không? Nó không đeo đúng không? Và nó cũng không thể là cái kính này. Cái này là kính cường lực, rất là khó bể, nhưng mà khi nó bể thì nó nát vụn thành những cái viên nhỏ này. Nó bay vào cũng rất là nguy hiểm. Còn cái thủy tinh hữu cơ khi mà có va chạm thì các bạn thấy là cái kính nó đâu có tung tóe gì đâu. Đấy, nó cứ rạn thành những cái đường nó giúp cho cái người điều khiển nó được an toàn. Chứ là thủy tinh hữu cơ. Ok. Cửa kính đấy, vân vân đấy. Được, cái phần này có vẻ nhẹ nhàng ha. Rồi. Bốn, ở quên năm. Phản ứng cháy. Rồi. Thì là chúng ta khi nói xong phản ứng cháy, bắt đầu chúng ta sẽ làm bài tập gồm có phản ứng cháy và phản ứng xà phòng hóa. Đó. Bài tập cũng có phần. Ừ, bài tập là giải toán không? Là phản ứng cháy và phản ứng xà phòng hóa mức độ easy. Đó, mức độ easy. Khoảng chừng 2 3 buổi gì đó. Rồi sau đó mình nhảy qua bài 2 là bài chất béo. Bài chất béo thì rất là dễ luôn, chỉ chỉ khó học bài thôi. Là khuôn phép grab bộp là ra mức độ 8 trên 8 nha, chất béo là mức độ trên 8 thôi. Rồi sau đó chúng ta mới quăng lại cái câu chuyện ST nâng cao. ST nâng cao là gọi là nói xong không hiểu gì hết, nó gọi là nâng cao đó. Đó. Phải 18 tháng sau mới hiểu. À quên, 8 tháng sau chứ, 18 thì lố mất. Rồi có nhiều đứa không hiểu gì luôn. À rồi. Phải chấp nhận. Ờ mặc định rồi, một câu. Giải chào bóng hỏng. Không nhưng mà có cách bùa. Đây thầy bùa này, thầy bùa thầy bỏ dữ kiện. Bùa được. Đây mới giải hôm nay nè. Đây. Đây là mấy buồn khủng. Bài đấy phải quy đổi đồng đẳng hóa các kiểu. Hôm nay thi sáng 3 môn, chiều 1 môn. Chiều anh xong chưa? Được không? Được không? Cái phần aldehyde ceton với hơi khó hả? Rồi, thì cái câu đấy mà nếu mà không aldehyde ceton mà không hiểu thì chấp nhận mất 0.25. Tại vì nó sẽ cho một câu. Ơ kìa. Thì đến thế nào ấy. Rồi bây giờ cháy nè. Cái mà easy nhất là gì? Khi mà đốt cháy hợp chất hữu cơ thì easy nhất là gì? Luôn luôn là gì? Cái gì nhỉ? No đơn chức mặt hở bất kỳ cái nào đó, đó, đó. Đơn giản nhất rồi. Thì đầu tiên chúng ta thấy là este nè. No mặt hở đơn chức. Thì bữa sau thì mình chỉ viết ngắn là no hở đơn là hiểu rồi, nên tự hiểu với nhau là thế. Rồi, SNO đơn chức hở. Thì công thức được đặt là CnH2NO2 đúng chưa? Đó, CnH2NO2. Được không Quang? Đặt lại nha, đúng mà. Rồi bây giờ thầy cậu nhớ nè, ghi mấy cái chỉ số này thấp thấp xuống dưới giùm thầy cái, thấp hẳn xuống. Đừng ghi ngang nha, ngang hồi nhìn ra. Rồi cộng với oxy nè, rồi nhìn thấy cân bằng nhá. Thắng nhìn thấy cân bằng nè. Có N carbon nè. Thì có phải là mình sẽ cân bằng NCO2 không? Hiểu không? NCO2 này khác cái này nha. Cái này là số mol CO2, còn này là cân bằng CO2. T
Tại vì cái chữ N này mình có thể thay bằng M, X, Y, Z tùy mình. Còn cái này thì không được phép thay đổi, tại đây là ký tự bị số mol. Hiểu, rồi. Cộng với nước. Nước nè, thì nước có gì đâu. Mình có 2NH đúng không? Lấy 2N chia cho 2 này. Còn N. Đếm giùm thầy ô bên phải được không? 2N, N nhân 2 này là 2N, cộng thêm N nhân 1 là 3N. Lấy 3N đó trừ đi cái số này này, trừ đi số 2 này này, trừ 2. Rồi sau đó sao không? Đây đúng rồi, nắm nguyên tắc thì cái bài nào cũng vậy. Cái hồ cơ nào cũng vậy hết trơn á, đâu phải thuộc gì đâu. Được chưa? Rồi, biết như vậy. Đặt cho ST là amon. Đặt cho ST này là amon nha. Rồi, các bạn sẽ suy được cái số mol của oxy nè. 3N trừ 2 chia 2 tất cả nhân A. Số mol CO2 là Na. Số mol nước là Na. Rồi, ghi thầy cái đó đi, thầy nói tiếp. Được chưa? Hiểu mà đúng không? Gì? Cố gắng cái phương trình mình viết trong một dòng đó con. Phương trình đó. Cái phương trình phản ứng mình viết trong một dòng. Cố gắng. Thầy thấy có nhiều phương trình con viết thành nhiều dòng á, lên xuống dòng á. À, nó sẽ khó một quan sát. Được chưa? Rồi bây giờ cái nhận xét đầu tiên mình thấy nè. Đề bài cho, nếu đề bài cho ST có 3 đặc điểm. No, hở và đơn. Thì khi đốt cháy nè, chúng ta nhận thấy là số mol CO2 và nước làm sao? Đúng, chuẩn luôn. Khi ST no đơn trước bài hở thì số mol CO2 sẽ bằng số mol nước. Vậy thì ngược lại. Ngược lại nhá. Đề bài nói đốt cháy hoàn toàn một STX. Đề bài không hề nói là no đơn trước hở. Nhưng mà mình bấm máy ra, mình thấy là số mol CO2 ví dụ như là 0.2, số mol nước cũng 0.2 luôn. Thế nó bằng nhau. Ừ, thì mình quay lại mình nói. Ừ, từ từ đi. Cái đó là cái khác, cái đó là lĩnh vực khác. Nó đang từ easy đến phức tạp. Không được nói như vậy. Một kèm một nó khác, một kèm mười nó khác. Ok. Rồi, hiểu. Đó, như vậy. Rồi, như thế nhá. Thì khi đó, thì chúng ta cứ thay vào cái phương trình phản ứng thôi. Là xong. Rồi. Và thực ra thì sau đây sẽ có những cái công thức. Nhưng mà thực ra những công thức này nó không hiệu nghiệm lắm. Tại vì, sao? Vì nó chỉ được áp dụng với ST no đơn trước hở. Nhưng mà dù sao, thầy vẫn phải nói chứ. Chứ không thầy không nói, là đi vào đâu nó nói, kêu ông này, không biết. Nhanh các kiểu rồi không vui nhá. Rồi, thầy nói thôi. Rồi bây giờ nói vậy nè, bây giờ thầy nháp trước nha, thầy nháp trước không được ghi nha. Đây bây giờ con nhìn thấy nè, cái số mol O2 của mình á, phản ứng á, thì theo công thức kìa, theo cái phương trình có phải là 3N trừ 2 chia 2 tất cả nhân A không? Bây giờ về mặt toán học thì con nên làm ra nè, 3
Con ghi xong chưa? Rồi. Vậy bây giờ nếu như mà trong một cái bài mà khi mình bấm ra mà CO2 nó không bằng nước rồi sao? Vậy tất nhiên là không được áp dụng các công thức trên rồi. Không được áp dụng rồi. Rồi. Thì khi đó nếu một este khi mà đốt cháy mà mình thấy là số mol của CO2 mà to hơn số mol của nước thì sao? Đấy. Thì khi đó chúng ta phải áp dụng các định luật như sau. Chúng ta phải áp dụng các định luật bảo toàn về mặt khối lượng này. Đó. Bảo toàn nguyên tố carbon này. Rồi bảo toàn nguyên tố oxy này, rồi bảo toàn nguyên tố H này. Đó, và áp dụng các định luật bảo toàn. Và ngoài ra để chúng ta phải sử dụng công thức bảo toàn pi. Số mol CO2 trừ số mol nước bằng K trừ 1 nhân số mol của este. Hoặc là tổng quát là số mol của hợp chất hữu cơ. À, thì cái dạng này á thì chúng ta sẽ phải làm một cái những bài cụ thể, không tổng quát được. Vậy thì nhiều bạn hỏi thầy, bây giờ em áp dụng cái này cho ethanol đơn trước họ được không? Ừ, quá tốt. Đây là phương pháp được áp dụng cho mọi cái luôn. Mọi thứ luôn chứ không phải este tổng gì, mọi thứ mình cho khỏi cần bằng luôn đó. Nhưng mà tuy nhiên thì cái này nó sẽ là rất là đao to búa lớn. Ví dụ như nó áp dụng cho những bài khó thì nó hiệu quả. Chứ còn những cái bài mà nó quá dễ easy kia thì thôi cứ easy là easy đi, nó nhanh rất nhanh. Hiểu chưa? Rồi. Vậy thì nhiều bạn nói thầy bây giờ thầy ơi bên kia là CO2 bằng nước này. Bên này CO2 lớn hơn nước này. Và trường hợp CO2 nhỏ nước thì sao? Làm gì có cái chuyện đấy. Este là K ít nhất là bằng 1. Nên cái biểu thức là ít nhất là bằng 0 thôi, còn không phải lớn không. Làm gì có chuyện CO2 mà nhỏ hơn nước được, không có chuyện đấy. Rồi, ok. Thì là trường hợp CO2 bằng nước rồi. Ừ, còn trường hợp dưới này là khác. Trường hợp dưới này thì là có nghĩa là CO nước là tối đa bằng CO2 thôi. Còn không là nước sẽ nhỏ hơn. Trong este là như vậy nhé. Rồi, được chưa? Rồi, xong đấy rồi bây giờ mình sẽ làm bài tập. Thầy cho một câu trước và sau đó sẽ in một cái số bài cho. Easy chứ. À. Sự kết hợp giữa đốt cháy thủy phân và gọi tên. À, thầy cung cấp hết rồi. Bây giờ mình sẽ bào lại từ cái dễ đến cái khó nha. Rồi, bào lại. Chưa có điều chế nha. Vậy là bài này là chưa có tới điều chế. Tại vì điều chế nó sẽ có một dạng riêng rất dễ. Điều chế là easy nhất luôn, dễ. Điều chế sẽ luyện cho các bạn 3 câu. Một câu lý thuyết, một câu bài tập có hiệu suất và một câu thí nghiệm. Xong. Số 2 nhỏ đấy, ở bên nào đấy.
Rồi. Nhắc trước đi, thầy in bài tập nhẹ lên cho nào. Tên ai có tên chưa? Có tên chưa? Kìa. Sao thế? Đây nè. Thì đầu tiên là cái chỗ đốt cháy đúng không? Tụi con bấm được số mol CO2 chưa? Bằng số mol nước luôn đúng không? Bằng mấy? 0,2. Vậy bây giờ CO2 bằng nước là ethanol đơn trước hở chưa? Đúng rồi, ethanol đơn hở. No đơn hả? Rồi thì tụi con có thể áp dụng này, đây áp dụng cái này này, áp dụng công thức này, áp dụng công thức này, bộc phát ra luôn, hoặc có thể viết phương trình như thế kia cũng được. Thầy trình bày easy nhá. Đây, phương trình này, viết phương trình phản ứng bình thường này. Đây, oxy thu được NCO2, N nước. Thế bây giờ là một trong hai cái này nó số mol nó bằng nhau rồi. Bây giờ khi mà có thay á, thì thay một cái thôi. Ở đây em thay 0.2 đi. Thì con kéo qua đây. Được chưa? Thì phải nhận hiểu đây là số 1 này. 0.2 nhân 1 chia N đúng không? Đó, nhân chéo chia ngang. Thì số mol của ST này sẽ là 0.2 chia N mol này. Được chưa? 0.2 chia N là số mol của ST. Được. Sau đó lấy số mol mà nhân cho M lớn. Thì có phải ra khối lượng không? Đây số mol này, số mol là 0,2 chia n nhân cho m lớn là 14 n cộng 32. Cái này là m lớn là hiểu, đây là m lớn, đây là số mol, được chưa? Đề bài cho 4,4 này, vậy ship son n bằng mấy? 4. Vậy các bạn sẽ có là C4H8O2. Rồi có công thức phân tử, từ cái đốt cháy là phải biết công thức phân tử là gì. Xong. Nhưng mà bây giờ với ứng với công thức C4H8O2 thì có nhiều công thức cấu tạo lắm, mình không biết công thức nào hết. Vậy phải đặt thế này. RCOOR phẩy cộng với NaOH đun nóng thì thu được muối là RCOONa cộng với ancol R phẩy OH. Đúng chưa? Bây giờ này, cũng lượng trên, có nghĩa là cũng lượng trên. Nhưng mà lúc này á, mình biết được Na bằng mấy rồi? Na bằng 4 rồi. Vậy là 0,2 mà chia cho 4 là 0,05 mol. Vậy là biết được số mol của ST là 0,05. 0,05 kéo qua đây 0,05. Rồi. Khối lượng muối đề bài cho 4.1. Lại bấm tiếp một cái phương trình nữa. Lấy CO2 lấy số mol 0,05 nhân R gốc COONa. COONa 4.67. Cái này là 4.1. Dễ dàng bấm được gốc R 15. 15 là gốc gì? Đúng rồi, 15 là gốc CH3, những gốc quen thuộc thôi. Rồi. Không cần tìm R phẩy nữa. Tại vì cái tổng là C4 mình đã có rồi. Mình biết R, đương nhiên mình chỉ trừ ra mình sẽ biết R phẩy. Vậy bây giờ kết luận luôn. Vậy là thay R là CH3, và tiếp theo sẽ là COO trừ bớt đi. Đúng, 4 trừ 1C 2C là còn 2 này. 8 trừ 3 là còn 5. Hiểu chưa? Đấy, thì là etin. Thì tin gì? Rồi. Thì đấy, bài này là vậy. Được chưa? Rồi, đấy, rồi. Rồi, bây giờ bắt tay vô cái sắp bài của chúng ta đi.